X51 Story mến chào quý thính giả. Trần Nhật Duật sinh năm 1255, mất năm 1330, tước hiệu Chiêu Văn Đại Vương. Ông là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông và là một danh tướng nhà Trần. Ông là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất của kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3, đặc biệt là chiến thắng Hàm Tử. Công lao hiển hách không thua kém Trần Quốc Tuấn hay Trần Quang Khải. Cuộc đời vị tướng này là một chuỗi những sự khác thường. Nhiều câu chuyện đến nay được kể lại đều để muốn khẳng định cả lúc làm tướng chiến trường lẫn lúc làm quan triều đình, ông đều xử sự linh hoạt, mềm mỏng không giống người có quyền lực gần như chỉ sau vua. Ông còn là người biết dành thời gian cho một con người khác của mình, yêu thích âm nhạc, sáng tác nhiều bản nhạc, tham gia tổ chức và diễn xướng âm nhạc. Vì trí tuệ to lớn như thế, nên tương truyền rằng ông chính là do người trời giáng sinh chứ chẳng phải người phàm. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đạo sĩ cùng Thái Thanh tên là Thậm Cầu tự cho vua. Đọc sớ xong tấu với vua, thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử giáng sinh ở Trần Thi Bốn Kỷ. Thế rồi hậu cung có mang, sau quả nhiên sinh con trai. Hai cánh tay có chữ Chiêu Văn đồng tử, nét chữ rất rõ, vì thế đặt hiệu là Chiêu Văn, tức là Nhật Duật. Lớn lên, nét chữ mới mất đi. Ta cũng có thể thấy rõ trong tước hiệu của ông về sứ mệnh cũng như tài năng vốn đã được thiên thượng định trước. Chữ Chiêu gồm có bộ Nhật, chữ Đao và chữ Khẩu ghép lại. Nhật mang ý nghĩa sáng sủa thông minh, còn có ý là trí huệ lớn, thuộc về trời. Vậy chữ Chiêu này thể hiện cho việc ông mang trí tuệ lớn do trời phú cả về võ, chữ Đao và ngoại ngữ, chữ Khẩu cái miệng, vì rõ ràng lợi thế ngoại ngữ của ông là điều chưa từng thấy ở triều Trần. Ngoài ra, ông sẽ lại nổi danh về văn hóa văn chương do hiệu Chiêu Văn, nghĩa là làm sáng tỏ văn hóa. Tài năng của ông ngoài võ công binh pháp ra thì văn chương âm nhạc cũng là đệ nhất ở nước Nam thời đó vậy. Trong sử còn ghi, ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng, rất tôn sùng đạo giáo, thâm sâu kinh điển đạo gia. Nếu chẳng phải căn duyên từ xưa khi còn là Chiêu Văn đồng tử trên trời, thì làm sao ông lại nghiên cứu đạo gia kinh điển làm gì khi Phật giáo đang là quốc giáo vào thời Trần? Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ông lại thiệp liệt sử sách, rất hâm mộ huyền giáo, thông hiểu sung điển, nổi tiếng đương thời là người uyên bác. Hồi Thượng Hoàng còn nhỏ, bị ốm, từng sai ông làm phù phép chân áp cho yên. Ông mặc áo lông đội mũ, trông như đạo sĩ. Có thể coi ông là một cao nhân đắc đạo cũng chính vì ông tôn sùng đạo giáo, thâm sâu kinh điển. Và vì cách hành xử cũng như cách sống của ông có thể coi là mẫu mực cho các vị đại thần nắm trọng quyền muôn đời sau. Không chỉ giỏi về văn hóa nghệ thuật và ngoại ngữ, Trần Nhật Duật còn là một danh tướng có khả năng chân giữ và có tài dùng binh rất xuất sắc. Nhưng ông không phải là một danh tướng bình thường, mà là một vị đại tướng cầm quân bằng trí tuệ uyên thâm và đầy mưu lược. Kiến thức về văn hóa ngoại ngữ của ông đã giúp cho ông trở thành một trong những vị tướng tài danh giá nhất thời nhà Trần. Binh nghiệp của ông chỉ có thể dùng hai chữ hoàn hảo để nhận định: tiến thì lập đại công với tổn thất thấp nhất, lui thì giữ vững lãnh thổ, vô yên dân chúng, trong quân thì hòa hoãn thanh bình, quả là bậc nhân tướng và trí tướng của mọi thời. Binh pháp có câu, thượng binh phạt mưu, nghĩa là dùng quân thì quan trọng mưu trí vì mưu trí có thể đem đến thắng lợi mà ít tổn thất và hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên người viết lại cho rằng đó cũng không phải là trình độ cao nhất của binh gia. Binh pháp cao nhất có lẽ phải nói đến tinh nghĩa và trí dũng. Người làm tướng chỉ cần tu dưỡng bản thân sao cho đạt được hai chữ đó thì có thể không đánh mà thắng, có thể dùng đức mà quy phục kẻ thù vậy. Trần Nhật Duật chính là một vị tướng như thế. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Canh Thìn, Thiệu Bảo năm thứ 2, tức năm 1280, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 17, Trịnh Giác Mật ở Đạo Đà Giang làm phản, vua sai Chiêu Văn Vương Nhật Duật đi dụ hàng. Bấy giờ, Nhật Duật coi Đạo Đà Giang, ngầm đem quân thuộc hạ đến. Trịnh Giác Mật sai người đến quân doanh, bày tỏ lòng thành, Mật không dám trái mệnh. Nếu ân chúa một mình một ngựa đến thì Mật xin hàng. Nhật Duật nhận lời, chỉ đem 5-6 tiểu đồng cùng đi. Quân sĩ ngăn lại. Nhật Duật nói, nếu nô giáo dở với ta thì triều đình còn có vương khác đến. Khi tới trại, người man giản vây mấy chục lớp và đều cầm đao thương chĩa vào phía trong. Nhật Duật đi thẳng vào, trèo lên trại. Mật mời ông ngồi. Nhật Duật thạo biết tiếng nói và am hiểu phong tục của nhiều nước, cùng ăn bốc uống bằng mũi với Mật. Người man thích lắm. Khi Nhật Duật trở về, Mật đem ra thuộc đến doanh trại đầu hàng. Mọi người đều vui lòng kính phục vì không mất một mũi tên mà bình được Đà Giang. Đến khi về kinh sư, Nhật Duật đem Mật và vợ con hắn vào chầu, vua rất khen ngợi ông. Sau đó, vua cho Mật về nhà, giữ con hắn ở lại kinh đô. Nhật Duật mến nuôi hết lòng, xin triều đình ban tước thượng phẩm và cho vào trông áo cá, sau cũng cho về nhà. Dưới triều Trần Nhân Tông, có lần nước Sách Mã Tích, có thể là Singapore ngày nay, sang triều Cống, không ai hiểu tiếng nước này, vua phải cho gọi Trần Nhật Duật đến phiên dịch. Cũng do thông thạo nhiều thứ tiếng của dân tộc thiểu số mà Trần Nhật Duật khi mới 20 tuổi được vua cử phụ trách các vấn đề về dân tộc, nhà vua rất thán phục. Có lần nói đùa, Chiêu Văn Vương có lẽ không phải người Việt mà là hậu thân của giống phiên Nam. Ông còn dùng khả năng ngoại ngữ và tài thu phục nhân tâm để đưa một đạo quân Tống đầu hàng ra chiến trường giết giặc lập công, góp phần chủ đạo trong chiến thắng Hàm Tử Quan. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quan quân giao chiến với quân Nguyên ở Hàm Tử Quan, các quân đều có mặt. Riêng quân của Chiêu Văn Vương Nhật Duật có cả người Tống, mặc quần áo Tống, cầm cung tên chiến đấu. Thượng Hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được,
sai người dụ rằng đó là quân Thát của Chiêu Văn đấy, phải nhận kỹ chung. Vì người Tống và người Thát tiếng nói và y phục giống nhau, quân Nguyên trông thấy quân Tống đều rất kinh hãi, bảo nhau là người Tống sang giúp, vì thế thua chạy. Trước kia nhà Tống mất nhiều người Tống theo ta, Nhật Giật thu nạp họ, có Triệu Trung làm gia tướng, cho nên chiến công đánh bại giặc Nguyên, Nhật Giật lập được nhiều hơn cả. Nhờ vào sự tu dưỡng bản thân uyên thâm, Chiêu Văn Vương trị quân hết sức hiệu quả. Quân công của ông tuy không nổi bật trong sử sách vì Trần Triều có quá nhiều anh hùng hào kiệt như Quang Khải, Phạm Ngũ Lão hay Hưng Đạo Vương, nhưng trong đời cầm quân của mình, hễ Chiêu Văn ra quân tức là chiến thắng rực rỡ. Kể cả khi chiến đấu thất lợi, ông cũng dùng tài trí của mình mà bảo toàn cho tổn thất thấp nhất. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đầu năm 1284, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt sai Trấn Nam Vương Thoát Hoan chia quân làm ba đạo xâm lược Đại Việt. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật trấn thủ lộ Tuyên Quang buộc phải lui binh. Khi xuôi dòng sông chảy, ông cho rằng truy kích thì phải nhanh, nay chúng lại đi thong thả, sợ có quân phía trước đón chặn. Sau đó, Chiêu Văn Vương sai người đi do thám, quả nhiên thấy người Nguyên đã cho quân chặn ngang ở hạ lưu. Lúc đó, ông mới đưa quân liên bộ và rút lui an toàn khỏi Yên Bái. Sau lần thất lợi hiếm hoi đó, Chiêu Văn liền chứng tỏ tài năng trong những trận đánh quyết định mang tính bước ngoặt của chiến tranh. Sau chiến thắng của ông, quân Đại Việt đã phản công mạnh mẽ và giành thắng lợi chung cuộc trước quân Nguyên Mông xâm lược. Nhìn thấy lợi thế nằm trên đường thiên lý Bắc Nam cùng hệ thống đường thủy của vùng đất Thanh Hóa, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã chọn núi Văn Trinh, ngày nay thuộc xã Quảng Hợp, ngọn núi cao nhất ở vùng đất Quảng Xương để xây dựng phủ đệ Điền Trang Thái Ấp làm hậu cư nhằm trấn giữ vùng đất phía nam đất nước. Và đây cũng chính là nơi Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng nhân dân trong vùng đã đón và bảo vệ an toàn cho vua Trần Thánh Tông cùng cung quyến rút lui chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai, từ năm 1285 đến năm 1288, để chờ đợi thời cơ tiến đánh giải phóng Thăng Long. Cũng chính nơi đây, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã nhiều lần xuất quân chiến đấu oanh liệt chống lại các cuộc tiến công của giặc Nguyên Mông ở nhiều nơi trên đất Thanh Hóa, đã bảo vệ bình yên vùng đất này trước vó ngựa và âm mưu thôn tính của kẻ thù. Trận đầu tiên trong chiến công của ông là chiến thắng ở Hàm Từ Quan, mở đường cho chiến dịch quang phục Thăng Long lừng danh ở bến Trương Dương của Thái sư Trần Quang Khải. Theo Việt Nam Sử Lược, Nhân Tông nghe lời, sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng và Trần Quốc Toản làm phó tướng cùng với tướng quân là Nguyễn Khoái đem 5 vạn quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hải Dương. Tháng 4 năm Ất Dậu, tức năm 1285, Trần Nhật Duật ra đến Hàm Tử, thuộc huyện Đông An, Hưng Yên, thì gặp chiến thuyền của Toa Đô, Nhật Duật liền phân binh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ có bọn Triệu Trung là tướng nhà Tống sang xin Tùng Trinh, mặc áo đeo cung như quân nhà Tống. Đến khi giáp trận, quân Nguyên trông thấy bọn Triệu Trung, tưởng là nhà Tống đã khôi phục được nước Tàu, rồi cho quân sang cứu An Nam, đứa nào cũng sợ hãi bỏ chạy. Quân ta đuổi đánh, quân giặc thua to chết hại rất nhiều, Toa Đô phải lùi ra ở bãi Thiên Trường. Trần Nhật Duật thắng trận, cho Quốc Toản đưa tin về Thanh Hóa. Hưng Đạo Vương được tin mừng ấy, vào tâu với vua rằng: quân ta mới thắng, khí lực đang hăng, mà quân Nguyên mới thua, tất cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp này mà tiến quân đánh Thoát Hoan để khôi phục kinh thành. Vua nghe lời truyền sắp sửa tiến binh, sực có thượng tướng Trần Quang Khải ở trong Nghệ An ra, xin đi đánh Thoát Hoan. Vua liền sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để ra đánh Thăng Long và truyền hịch sai Trần Nhật Duật đóng quân giữ chặn đường không cho bọn Toa Đô kéo lên hợp với Thoát Hoan. Sau chuỗi chiến thắng, Hàm Tử bắt quân Hồ và Trương Dương đoạt giáo giặc, quân đội Đại Việt dùng thế lôi đình vạn quân như sét đánh không kịp bưng tay, lập tức hội quân để quét sạch đoàn quân Thoát Hoan còn lại ra khỏi bờ cõi. Theo Việt Nam Sử Lược, quân An Nam từ khi đánh được trận Hàm Tử và trận Trương Dương rồi, quân thế phấn chấn lắm. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, vào tâu với Nhân Tông xin một mặt sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật hợp với thượng tướng Trần Quang Khải dẫn quân chặn các đường, không cho Thoát Hoan, Toa Đô đi lại thông tin với nhau, và một mặt xin tự tiến binh ra đánh Toa Đô, rồi đánh Thoát Hoan. Nhân Tông nghe lời ấy, cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chia quân ra đánh trại quân Nguyên và đặt phục binh để bắt Toa Đô. Và quả ứng như mong đợi, quân đội Đại Việt đã mạnh mẽ hoàn tất cuộc chiến một cách nhanh chóng trong các trận chiến chớp nhoáng sau đó với vô số chiến công lừng lẫy. Quân ta đánh hăng quá, quân Nguyên không địch nổi. Toa Đô và Ô Mã Nhi đem binh liên bộ chạy ra mặt bể, nhưng khi chạy đến mé sau một dãy núi thì bị quân An Nam vây đánh, Toa Đô trúng tên chết, còn Ô Mã Nhi thì tìm đường chạy vào Thanh Hóa, nhưng bị quân ta đánh đuổi ngặt quá, phải một mình lẻn xuống chiếc thuyền con chạy ra bể, trốn về Tàu được. Trận Tây Kết đánh vào tháng 5, năm Ất Dậu, tức năm 1285, quan quân bắt được quân Nguyên hơn 3 vạn người, và chiến thuyền khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Hưng Đạo Vương được trận toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba quân, rồi lên đánh mặt Bắc, để tiêu trừ Thoát Hoan. Dù quân công kế thế, tước vị cao sang, nhưng sự nghiệp của Trần Nhật Duật không chỉ có thế. Ông còn được coi là một tấm gương chuẩn mực nhất các thời về nghệ thuật sống, cách xử thế và sự nghiệp viên mãn trải bốn triều vua. Sử gia Ngô Dĩ Lê trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định, công đánh giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả. Sau chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ hai, vua Trần đã thực hiện việc thưởng công cho quý tộc, tướng lĩnh.
Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được bổ nhiệm làm tri phủ Thanh Hóa, và vùng đất Văn Trinh đã trở thành thái ấp của riêng ông. Người đời nhận định, việc vua Trần phong vùng đất Văn Trinh cho Chiêu Văn Vương làm thái ấp không đơn thuần chỉ để ông mở mang kinh tế mà sâu xa hơn cả là giao cho ông trông coi vị trí quân sự trọng yếu ở phía nam Thanh Hóa. X51 Story luận bàn. Cuộc đời Trần Nhật Duật có thể nói là sinh ra ở Vạch Đích, sinh ra là thân vương, tài năng chiến công đều lừng lẫy. Sự nghiệp lại gắn liền với giai đoạn vinh quang nhất của nhà Trần, thế mà còn có thể làm quan trải 4 triều, thọ đến 75 tuổi. Trong lịch sử quả thật không có ví dụ nào hoàn hảo hơn cho chữ phúc thọ song toàn như cuộc đời của ông. Thường trong lịch sử, sự nghiệp của các danh tướng hiếm khi được toàn vẹn như thế, vì người có tài lớn thường sẽ gặp tai vạ lớn. Nhưng Chiêu Văn Đại Vương là một ngoại lệ hiếm có khi có thể đắc được cả vinh hoa phú quý lẫn trường thọ. Danh tiếng ông còn lưu truyền đến ngày nay không có một vết nhơ. Vậy chúng ta có thể rút ra bài học gì để có được một sự nghiệp giống như Chiêu Văn Đại Vương? Câu trả lời nằm trong chính những gì ông đã thể hiện trong suốt đời mình. Đầu tiên là thái độ tôn trọng tri thức và không ngừng học hỏi. Kiến văn rộng rãi sẽ giúp người ta bớt đi sai lầm khi làm việc và là một công cụ hiệu quả giúp ta kiến công lập nghiệp. Thứ hai là thái độ xử thế khiêm cung và bao dung với cả trên lẫn dưới. Đây chính là bí quyết tối hậu cho một cuộc đời phú quý trường thọ viên mãn. Trừ phi là người đức cao tài lớn, chứ kẻ tầm thường ắt không đạt được đến mức này. Khi đọc lại cách Trần Nhật Duật xử thế, ta có thể thấy hình dáng của một cao nhân đắc đạo, coi danh lợi như mây trôi, khoan dung tự tại mà đầy trí huệ. Nếu không phải một thân đạo tâm trong sáng do tinh tu đạo ra, nghiên cứu kinh điển thì có thể đạt được như vậy hay không? Nên nói rằng dù làm quan to đến đâu, phú quý cao tột thế nào, thì chỉ khi đạt đến cái tâm thanh tĩnh, thì mới là có thể đạt đến sự nghiệp một đời viên mãn, ra đi không có gì hối tiếc vậy. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.